Thưa quý vị, thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global Gap là một bộ tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Qua thời gian đẩy mạnh triển khai, đến nay trên địa bàn tỉnh có 4 cơ sở đạt chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global Gap với diện tích 512 ha trên các sản phẩm lúa, rau quả. Trong đó, trên cây thanh long là 122 ha, chuối là 120 ha, chanh là 270 ha. Tất cả diện tích đạt tiêu chuẩn Global Gap đều được ký kết bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường. Trung bình mỗi hecta thanh long, chanh đạt Global Gap cho lợi nhuận từ 170 đến 200 triệu đồng trên một hecta.